chợ này có bầy bò đang ăn các bạn. Cò theo theo bò các bạn. Con cò bay các bạn. Tháng này cái tháng mưa ngập nước đó các bạn, nó ngập nước tràn lan luôn á, nhưng mà tháng này nó cạn rồi các bạn, cho nên bò nó rơi xuống ăn cỏ. Đường khó đi đâu các bạn ơi, cát không à. Có đi luôn các bạn. Đây là khu rừng thương đó các bạn, rừng là thương á. Nó quậy chảng nha các bạn, giữa chảng luôn á, xung quanh là rừng không các bạn. Để mình lỡ qua đó, coi có cái gì không nha. Bây giờ các bạn coi. Tuy là rừng tươi thiệt nhưng mà nó là rừng không á các bạn. Giống què các bạn ơi. Buồn buồn đi dạo cho các bạn coi thôi, quay cảnh cho các bạn coi thôi, đi vắng lắm các bạn. Thấy không, trống mênh mông các bạn, xung quanh rừng không các bạn.
gốc cây rừng. Đây là cái đồi nha các bạn, cái đồi cạn, cái đồi thấp thấp thôi chứ không cao, nhưng mà nó là cái đồi nha các bạn. Đây là cái động cát đó các bạn. Bạn thấy không? Cái động cát trắng luôn à. Cát trắng luôn nè. Không biết cái đường đi đâu nữa, hai bên rừng. Xuống đây nó cát trắng không các bạn ơi. Chẳng không các bạn, chẳng cắt cá không các bạn. Trở lên các bạn ơi, trở lên đi ngồi không biết đường đường. Cái thị nè các bạn, cái thị có trái nè các bạn, trái nè các bạn thấy không, cái thị nè có trái chín nè các bạn, trái chín màu đỏ đỏ. Nè cái thị nè các bạn, ít trái các bạn ơi, có mấy trái à. Các bạn thấy không, cái thị nè, để cắn cho các bạn coi. Nè, trong nó nè các bạn, đang ngọt ngọt đó các bạn. Ngọt nè các bạn, đang ngọt đó các bạn. Đây trái sống nè các bạn, như tháng này nó chưa chín các bạn ơi, mưa xuống đó. Chim kêu các bạn.
thời gian đó các bạn. Đây gốc thị bự lắm các bạn, có gốc thị nè mà không có trái các bạn ơi. Hôm nay thị hình như là nó ít trái. Cây có mấy trái các bạn. Đem lên đây lên cái đồi nè các bạn. Mình quay cho các bạn coi. Đó, các bạn thấy không? Nhìn xuống nè các bạn. Xuống thế à. Mình lên đồi nè các bạn. Xuống nè các bạn. Đây là bụi mây nha các bạn. Cái mây các bạn ơi. Gai lắm các bạn. Cây nó gai ghê lắm các bạn ơi. Chỗ nào cũng gai các bạn. Rừng có cò bay các bạn. Đây là rừng thiên nhiên nha các bạn, không phải rừng, không phải đất của ai đâu nha các bạn. Ví dụ người ta thấy trống á, đất trống á, người ta vô, người ta ủi lên, người ta cày lên, người ta trồng dưa. Rồi thôi, đây là cây nè các bạn. Chứ không phải đất của người ta đâu các bạn, của nhà nước à. Nhà nước thấy trồng dưa trồng thôi, để cho trồng thôi chứ không phải là dành luôn đó các bạn.
chiều cho má được nghe các bạn, nóng quá. Nhiều bông cây đục các bạn.